Nếu bạn đã quá chán với việc phải tranh bè hot meta như là Azir quân sư, thách đấu Ionia, nó sắp reroll, Z đồ tể kêu can trường, thì lý do gì mà bạn lại không thử veo qua pháp sư đá chú, vừa chất lượng lại vừa ít người chơi? Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Video này chúng ta có đội hình pháp sư đá chú với con thực carry 3 tiếng, veo con. Con quái vật hư không này có khả năng bắn một tia plasma gây sát thương về phía mục tiêu. Sau đấy tia plasma này tách ra làm hai, gây sát thương ít hơn 50% mỗi khi đi qua kẻ địch. Và để các bạn cảm nhận được sức mạnh của quái vật này khi mà nó 3 sao đã giúp mình dạy chết thành công như thế nào, thì mình sẽ vào game ngay bây giờ nhé. Vùng đất được chọn cho game đấu này là Ferozot Legend của On. Mình vẫn chọn Legend Raven để làm giàu và sau đấy thì có thêm một dây si và một veo cốt ở ngay rau cái đầu. Orianna xuất hiện nhưng mà vì TH đã bị nấp khá là nhiều nên là mình cũng say no với cả Vitover luôn. Bán dây si đi mua về các con tướng khác để dễ mát với nhau. Kết thúc ba rau quái thì mình có ba mảnh đồ là BF, nước mắt và gậy. Nhìn đồ này là nghĩ tôi đánh phép luôn đúng không? Giả vờ rôn hai lõi còn lại chứ, mình cũng lấy chiến lợi phẩm rồi à. Velcot sẽ được chọn làm carry, cầm ngay một Soji với một mảnh gậy cho nó ra dáng chủ lực. Sai lầm đầu tiên của mình là không must win được cửa hàng thay vào sân để kích mốc cuốn phù thủy. Vậy là mình nhận thất bại nguyên sàn trước một người chơi chỉ có 3 chết trên sân. Tiếp theo là một nhà ba no sớt của kêu cầm đồ. Tuy là tank của họ chưa quá cứng nhưng mà tank của mình còn yếu hơn, đam còn yếu nữa nên là mình thua tiếp 2 chết. Đằng nào cũng thua mà Ori còn lên 2, bán luôn hai con mau cai để tích 10 tiền, để lại một tank Poppy với cả 3 phù thủy thôi. Úi giời, nhìn cái biết thua ngay. Hai pháp sư đa chú Timo hai đồ, ở trên là hai can trường hai sao quá trâu. Thế này mà mình cũng thua thì hơi phí. May là liên được hai chết đỡ tí máu, lại còn rớt được 3 vàng nữa, ngon. Đi chợ được chọn đồ sớm nhưng mà mình cứ ngáo ngáo loay hoay. May là nhớ ra phải lấy găng để về lắp grip phép. Không up cấp và tích 30 tiền là mình phải ăn đấm liên hoàn hai ra sau đấy gần như là nguyên sàn và chỉ còn lại 69 máu. Thế mà ở dưới đáy xã hội còn có ông kia yếu hơn cả mình. Cho gác xuất hiện đúng lúc, bỏ luôn vào kích ba hư không để đép quái chứ không bị thua mất. Bãi đá cho mình một găng và một cung, không có thêm xu nào nên là mình phải bán Timo đi cho đủ 40 tiền. Nhà mình gặp ở 3.1 cũng đang đép vào hư không phù thủy, được cái là ông này không lắp đồ nên là mình được nếm mùi chiến thắng lần đầu tiên trong game đấu này. 3.2 là ba cái lõi bạc, mình roll cả hai lõi đầu nhưng mà vẫn không ưng cái nào. Thôi thì lấy Pandora để tí nữa phải đau đầu về đồ. Do đã có đôi thông veo cốt rồi nên là chọn lõi sau mình áp 6 roll nhẹ để củng cố đội hình nhưng mà không kiếm được gì ngoài một con Swain với cả Timo lên 2. Tốn tiền sót hết cả ruột, may là ông này có đúng một con kêu carry ở level 6 nên là không đủ đam. Swain hóa quỷ tanh và hồi máu khá là ok nên là tạm thời mình chưa mất thêm một tí máu nào. Veo cốt cần một chút hồi phục nên là mình lắp luôn đi kiếm súng cho nó. Giờ muốn có tiền thì phải có chuỗi, mình roll thêm một cái. Veo cốt nghe tiếng lòng ra luôn, như này trong tâm hơn hẳn không? Giờ Eco lại tiền mới thấy hợp lý. Úi xời, gặp luôn Timo đó. Đáp rất nhiều nhưng mà đáp một mình như này thì không đủ rồi đấy. Người không chọn Legend tiếp nhưng mà vẫn có Pandora sẽ ưu tiên nhập tướng ở lượt đi chợ này. Taric cầm váy là rõ, ở nhà có sẵn một cặp Taric đang chờ rồi. Bỏ đi hư không sau khi là thấy con cá thì không còn tác dụng nữa, thay vào đấy thì mình kẹp Taric và Azir. Lò rèn của On cho mình một hòm trang bị và gậy đầu lâu là sự lựa chọn hợp lý nhất trong ba món này. Mình đưa tạm cho Maza cầm. Tầm này phù thủy đã vào form thì sức mạnh là không đùa được đâu. Ông Tùng Xeo Linh này vừa nãy yếu máu quá phải lấy khổng lồ hóa, nhưng mà giờ gặp mình thì lại bị đấm tụt lao xuống dưới mình thôi. Nhà nãy yếu thì không nói làm gì, giờ gặp một nhà đang cháy ngược trăm máu lại còn level 7 thì mình mới chứng minh được cho các bạn thấy sức mạnh của phù thủy giai đoạn này. Mặc dù là thằng có một chết thôi nhưng mà đánh giá tổng quan thì nó kinh đấy, không phép tí nào. Bầy sói cho đúng một cái nịt, còn đâu toàn vàng là vàng. Mình ấp 7 xong vẫn còn hơn 60 vàng mà thấy mùi không thơm lắm, tại vì nãy có ông cũng chơi pháp sư đa chú nên là mình sẽ quyết định slow roll ở 8 để ổn định đội hình. Nhưng mà nếu mà các bạn chơi đến đoạn này mà chưa có veo cốt 2 thì có thể xả tiền ở 7 luôn để kiếm form đẹp nhá. Còn mình thì cảm giác là mình sẽ lên được 8 thì mình sẽ lên để kiếm lắc bù lại phần đam mà veo cốt sẽ thiếu ở giai đoạn sau. Đi vì hành thế ông kia đã có sign 2 rồi, lạ chưa? Bỏ qua chuyện đó thì nhà mình gặp ở 4.1 là một nhà đánh bằng Kama và lắp khá là nhiều đồ tanh. Thế đây Kama thiếu đồ thiếu đam là điều mà ai cũng thấy, ăn không lại được mình đâu. Đứng dưng ở ba đường mà không biết rẽ hướng nào vì ba lõi đều ngon. Khuyến mãi kinh nghiệm có thể giúp mình lên 9 chơi Exodia vì giờ bài đang đép được. Vương miện phù thủy thì sẽ giúp mình có 6 phù thủy và thêm một veo cốt để tiến gần hơn tới veo cốt 3. Nhưng mà mình chọn linh hồn quân sư vì nghe bảo là năm quân sư mới được boost. Theo meta đi sống, chống meta đi chết. Nếu mà là các bạn thì các bạn chọn lõi nào nhớ comment phía dưới nhé. Đang yêu vì chọn được cái lõi ngon thì gặp luôn kêu can trường cộng 3 sorry. Cứ tưởng là sorry nấp nặng, cả can trường cũng nấp luôn thì bài này phải yếu chứ. Nhưng mà không gợn ơi, skill của phù thủy nhà mình ra nhanh nên là chỉ tác dụng được vào lượng giáp ảo được tạo ra từ sorry, không để focus được vào kêu. Kêu có hút máu từ kiếm súng cộng với lõi độc dược sĩ nên là sau khi giết được hai tanker chính của mình thì nó focus thẳng vào veo cốt. Và mình thì nhận thất bại không đáng có. Có thể áp 8 rồi nhưng mà mình không áp vội, cần phải tích thật là nhiều tiền để roll nữa. Mình eco thêm một round, tưởng có một ông chơi Timo thôi mà lòi đâu rong nữa. Ông này còn yếu hơn cả ông kia nên là mình thắng là điều dĩ nhiên rồi. Ngồi hơi cao nên là không lấy được tướng ngon đồ ngon. Mình lấy con Eco cầm găng còn sót lại.
Mình áp cấp vào Ron thì có Nasus 2, xong lại Ron sạch nhà sạch cửa thì mới có thêm 2 Velcroft và 1 Ahri. Nãy thì khỏe tôi chứ giờ tới 4.5 thì bài mình yếu rõ, thiếu cả đam cả tanh. Gặp đồ tệ bị cam nó rất nhanh từ tuyến trước đến tuyến sau. Velcroft nhanh chóng bị hạ gục, chỉ kịp giết đi vài con tướng thấp máu của đối thủ. Ron kiếm Suena nhưng mà nó không ra. Mình thay lại form 4 quân sư, 2 phù thủy, 2 pháp sư đa chú và Hammer. Bán đi Nasus vì nó không liên quan đến form này. Mình gặp lại Tùng Xiaolin. Sau một thời gian thì giờ Tùng đã đủ lông đủ cánh rồi. Gia xô của Tùng chém bực nhà mình thành mấy mạnh mang đi nhậu luôn. Ron cả tiền ở 5.1 thì mình có Swain 2, Sona 2 nhưng mà vẫn không có Velcroft. Một kiếm, một nước mắt, một váy, một găng. Ok vậy thì cuồng đao cho Azir, giáp gai cho Swain, chỉ cho Azir tiếp. Đợi lắc lên 2 lâu quá nên là mình lắp đồ cho Azir phụ đam, mấy như là mình sai rồi. Tanh của mình quá yếu ớt khi gặp lại kêu can trường, bị đấm còn có 21 máu. Vẫn kia chỉ Ron và mình bắt được Velcroft thứ 7. Tầm này đấu thằng nào yếu hơn mình luôn, kể cả cái thằng Yasuo Ionia này. 6 máu thì báo động rồi chứ không phải là đáng quan ngại nữa. Đây rồi, Talia kích 4 pháp sư đa chú, Ron thêm đi có luôn. Velcroft thứ 8 và Velcroft thứ 9. Vì quá nghèo nên là mình phải bán cả Lucky để mua. Bùa đầu lâu thì trả lại cho Azir, tầm này gấp lắm rồi, sai một lìa đi một dặm. Mình sẽ cho các bạn thấy sức khác bọt giữa Velcroft 2 và Velcroft 3. Test luôn với cái nhà Surima có Sen 2 này cho cẩn thận nhé. Xếp né đi ra van. Và với sự hỗ trợ từ pháp sư đa chú thì Velcroft nhà mình liên tục bắn những tia plasma vào mặt đối thủ. Nasus và Zavan không có đồ nằm xuống quá nhanh. Sen đâm vào hướng ngược lại nơi không có Velcroft. Chỉ chờ có thế thôi. Velcroft tiến thẳng lên skill vào mặt Azir. 6 máu hấp hối thế mà lại không chết. Đi chợ nhanh nhỏ lấy ấn Demacia về cho Taric để kích 3 Demacia. Lắp luôn cung cho Sona để nó được thêm đồ ánh sáng. Trách bài liên tục để né lốc của đối thủ bởi vì là mình sẽ gặp lại Tùng. Tùng giờ đã lên 9 có form Ionia kẹp web rất đẹp. Nhưng mà đẹp chỉ sau mình thôi. Vì Velcroft 3 của mình có thể khiến cho Yasuo của Tùng mất dạng trong vòng 2 giây luôn. Nạn nhân tiếp theo là Gwen, nó lướt thẳng lên thách thức Velcroft và cũng nhận về cái kết đắng. Hai chủ lực của Tùng Xiaolin nằm xuống rồi thì Tùng lấy gì để chơi lại mình nữa. Ahri vẫn ra nhưng mà nếu nó không lên 2 và không có đồ thì rất là vô dụng vì thời gian ra skill quá lâu, còn các đối thủ thì tấn công rất nhanh. Dấu tích ở vòng 5.6 chỉ thảo vào một người, mình tập trung xếp bài để né đi Yasuo và dãy chết round thứ 3 thành công. Cơn đau tim cũng mất đi vì round này là rồng ngàn tuổi. Mình lấy về thêm cái đỏ set để cho Swain. Trời ơi, Zavan trốn đâu giờ mới ra. Vào thay lắc luôn để lấy 5 quân sư. 6.1 gặp lại kêu can trường, kẻ đã cắt chuỗi mình khi nãy. Gặp lại tôi khi mà bạn có một nhú máu này thì bạn đen rồi. Một kẻ đã có 5 quân sư và một con quái vật hư không dắt vàng. Một kẻ thì level 9 rồi nhưng mà chẳng update gì nổi bật. Vẫn Kassate 1 sao và BFF 1 sao. Thế thì lại phải tiễn bạn ra về với cái top 4 rồi. Đủ tiền lên 9 cái là mình lên luôn. Không cần tiền thừa để Ron hay là cho Lắc 2 nữa. Bởi vì là mình chỉ cần thêm một con Lắc vào để kích mốc cố phù thủy cho Velcroft thôi. Round này mình gặp nhà Yasuo Kai'Sa Pro Build, còn kẹp cả Zavan với Belvet đang đứng đầu bảng. Các bạn đoán xem là mình có dãy chết được nữa không? Zavan hất tung và làm choáng rất là đẹp nhưng mà Yasuo lại không hiểu ý. Nó mãi chăn chối Talia rồi đến Swain. Velcroft tỉnh dậy sau cơn lú, nó vào việc ngay. Nó trưởng và hạ gục đi từng carry của đối thủ. Thế là mình vẫn chưa chết, ghê không? Bạn mình tin rồi. Có Kassate mình bắt luôn thay chỗ Lắc. Và nó đã chứng minh là mình chọn nó là đúng. Khi mà sút vào mông con quen được một lần để câu giờ cho Velcroft. Giờ thì mình cần tướng hơn cần đồ. Nhạc luôn Kassate đang chạy ở chợ. Ron tiếp thì mình có Kassate 2 và Zavan 2. Lắp luôn nó set cho nó vì mình không muốn đợi đồ thêm bất kỳ một round nào nữa. Hai nó set sẽ không phí nếu mà hai con cầm nó đứng xa nhau để giảm kháng phép của địch theo từng ô. Nãy gặp bóng tôi giờ mới là người thật. Nhìn cái ra đồ tệ full đồ cộng với Senna 2, ba đồ có ấn thích đấu cho quốc ngán không? Nhưng mà ai ngán chứ mình thì không. Kassate một lần nữa solo với carry của đối thủ là Gwen. Mặc cho đám vô pháp có lượt ra sau thì đam quá nhiều từ Velcroft vẫn giúp mình hồi phục lại lượng máu. Ông kia vừa thắng cái bóng của mình vì update được Belvet 2 rồi. Nhà bên đấy cũng có Zavan nên là mình không phải tham cốc được. Đánh xếp team sang hai bên, cốc thì bút cho mình Velcroft thôi. Ông này không được chỗ Yasuo. Và với việc mình xếp Zavan cô lập đi kẻ bất dùng thứ thì hắn ta chỉ chơi đùa được với Zavan sau đấy là Swain, chứ không thể đụng được vào móng chân của Velcroft. Zavan làm choáng được Kai'Sa team địch, Yasuo hất tung được Swain thì Velcroft đã thoải mái xả skill và kết liễu nó. Belvet hết chơi đùa với Taric lại đến Kai'Sa. Vậy là dàn carry của mình gần như là không bị đụng vào. Nhưng mà ông này tận 40 máu nên là giờ còn 19 máu thì phải thêm một round nữa. Dòng ngàn tuổi cho mình thêm ít tiền để roll nhưng mà chả roll được gì. Và một cái băng giáp cho Kassate. Không biết là cái ông kia cố tình hack não mình hay là không muốn xếp bài. Tất nhiên là nếu vẫn xếp như cũ thì Yasuo sẽ không có cách nào chạm được vào móng chân của Velcroft rồi. Kịch bản y hệt như round đầu trước. Nên là dĩ nhiên mình thắng và có top 1.
Một số kinh nghiệm mà mình rút ra được ở bài này là Neron ở level 7 vì lên 8 tốn khá là nhiều tiền. Velcot phải lên 3 thì mới đủ dam. Nếu mà được thì hãy cho Zavan 1-2 đầu tay để nó câu kéo thời gian. Sona nếu mà có thể thì cũng nên lên 3. Vậy nha, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà có góp ý gì về trận đấu thì các bạn có thể comment ở phía dưới để mình học hỏi sớm ngày leo thách đấu. Chúc các bạn leo đánh vui vẻ.